Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chỉ một câu nói của Cường Đô La, netizen nghi ngờ Đàm Thu Trang đang mang thai lần hai. Dưới phần bình luận, chỉ vì một câu nói nhớ mấy mẹ con của Cường Đô La, netizen đặt ra nghi vấn Đàm Thu Trang tiếp tục có tin vui với ông xã. Cường Đô La và Đàm Thu Trang được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz. biết hiện tại cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc hai vợ chồng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng không chỉ khiến dân tình trầm trồ với những món quà khủng trị giá bạch tỷ tặng con mà vợ chồng đàm thu trang và cường đô la còn thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị hạnh phúc bên subeo và su chin mới đây do đàm thu trang và bé su chin có việc về nhà ngoại cường đô la đã một mình dắt subeo đi ăn đăng tải hình ảnh bên con trai về doanh nhân đính kèm dòng chú thích Vợ và Su Chin về nhà ngoại, hai anh em tự chăm nhau thôi. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cậu bé Su Beo ngày nào nay đã ra dáng thanh niên, sở hữu vẻ ngoài điển trai và anh Tuấn, Chính vì thế, không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình khi nam doanh nhân, nhân hài hước gọi cậu bé là em trai. Phía dưới bài viết, Đàm Thu Trang cũng đăng tải hình ảnh cùng Su Chin đang ở nhà ngoại tại Lạng Sơn. Cư người mẫu cũng hài hước viết rằng, bên này hai chị em cũng tự chăm nhau nè ba ơi. Ngay sau đó, Cường Đô La cũng nhanh chóng tương tác qua lại với bà xã, nhớ mấy mẹ con lắm lắm. Dòng bình luận của nam doanh nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ vì một từ mấy trong câu nói nhớ mấy mẹ con của cường đô la, netizen liên tục đặt ra nghi vấn phải chăng đàm thu trang đang mang thai lần hai. Netizen đặt ra nghi vấn bà xã cường đô la đang mang thai lần hai. Ý là Su Chin sắp có em ha, mấy mẹ con là Su Chin chuẩn bị sắp có em rồi nè mấy mẹ con là su chin chuẩn bị có em hai bé cũng lớn rồi hai em cường đô la và đàm thu trang thông báo tin vui đến người hâm mộ đi nào một số bình luận dưới bài viết hiện tại đây mới chỉ là những suy đoán một chiều của cư dân mạng thực hư vẫn cần người trong cuộc lên tiếng làm rõ bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo